quán Quyết Chân ở 122 con. Cô là tên cô Hoa. Cái này là cô cũng đi chơi với bạn bè ở Sapa đó. Rồi cô cũng ăn cái món ở quầy đó, xong cô về cô cũng, bạn cô nó cũng chỉ cô một phần, về cô cũng nghiên cứu ra cô làm cô bán. Cái quán này là cô ra đầu tiên. Cô để bản là Quyết Chân không chi nhánh rồi. Nó ngon không là cái quyết với cái nước lèo còn thịt thiệt. Nó giống nhau hết rồi. Khách hàng ăn hải khen ngon, họ mua thêm về. Họ mua chai nước mắm đó họ về ăn. Có khi họ mua một thùng. Là cũng ngon nên người ta mua gì nhiều. Nó có huyết nè, có tim, có lưỡi, có phèo, có thịt giòn, có lá mía, có bong bóng, có ốc heo. Rồi có tặng kèm thêm ổ bánh mì nữa. Cái đây là nó có 40, 30, 50. Bắt đầu cũng làm ăn chơi thôi, vui thôi. Sau đó đem mời bạn bè rồi hàng xóm mà ăn họ kêu ngon. Thì cô mới đem ra cô bán. Lúc đầu bán cũng gian trưng lắm con. Lúc đầu bán ra cái họ không biết cái món này là món gì. Họ hỏi xong họ đi. Chứ họ không có phải giống như là người khác à. Chờ nghe hết câu chuyện rồi họ đi. Hỏi cái Quyết Chân là gì, trả lời mới ba câu là phóng cái chợ Phạm Nhân Hai đứng rồi. Cái này cô cũng mới bán thôi. Còn mới bán cái mùa Covid này. Bán được mấy tháng Covid xong rồi cô cũng nghỉ. Ngày xưa cô bán ở trên quận 12 á. Sau này cô chuyển về đây cô bán. Cái quán này là cô ra đầu tiên. Cô để bản là Quyết Chân không chi nhánh mà. Nó ngon không là cái huyết với cái nước lèo còn thịt thiệt. Nó giống nhau hết rồi. Tim, lưỡi, phèo, đồ. Ở đâu cũng có bán món này hết. Thì cái huyết là nó đặc trưng nhất. Cái huyết mình bỏ miệng nó tan giống như đậu hũ đó con. Ăn vô miệng, bỏ miệng nó mềm nó tan. Đó, nên là khách ở đây họ nói như vậy. Họ thích ăn ở đây là cái món huyết. Con ăn kèm với bún, ăn bất cứ cái gì cũng được. Các khách họ mua về ăn chung với mì gói. Nhất là những đứa bé sinh viên á. Nó nói tội nghiệp lắm. Con mua về con ăn với mì gói, con qua cho con nhiều nước nha. Khách hàng ăn hải khen ngon, họ mua thêm về. Họ mua chai nước mắm đó họ về ăn. Có khi họ mua một thùng. Là cũng ngon nên người ta mua gì nhiều. Thank you.